Trời nắng giữa tháng 6, bà Thu hớt hơ hớt hải, quẩy gánh đống mạ về nhà. Cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, định cấy nốt chỗ đó cho xong, mà mệt quá nên bà lại quẩy về, chiều mang sang cấy tiếp. Tưởng giờ này về sẽ có cơm lành canh ngọt để ăn. Ai rẻ vừa bước vào sân, bà đã thấy lão chồng ngồi nghiêng ngả, cùng chai rượu, mồm lè nhẹ như con ma đói. Cơm cháo thì chả có, đi làm thì không nói đằng thì suốt ngày ở nhà ăn bám vợ mà đến cái việc cơm nước cũng chả làm được bà ba máu sáu cơn lên chạy thẳng vào trong nhà ném bay cái đĩa lạc luộc của lão chồng ra vườn rồi té tát vào mặt lão ông có phải là con người không đấy tôi thì đi làm từ sáng đến giờ trời thì nắng mà giờ này còn chưa có cơm ăn ông đúng là loại xúc vật suốt ngày ở nhà ăn bám vợ mà không biết nhục à loại đàn ông gì mà không làm được cái trò trống gì cá Biết thế này ngày xưa Tôi đã không đâm đầu vào cái loại như ông rồi Lão chồng đã say ngất cần câu rồi Chẳng còn biết vợ mình Chửi hay chửi ông hàng xóm nào nữa Chỉ biết im lặng Rồi vật lên vật xuống như người sắp chết Bà Thu thì điên tiết đến phát khủng Nhưng chẳng làm gì được Dù gì cảnh này Cũng chỉ là chuyện cơm bữa của nhà bà Nhưng mỗi lần như vậy Bà Thu đều giận dữ Trong bất lực Bà đã chán cái cảnh này lắm rồi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi lần như vậy bà cũng chỉ biết nhiếc móc lão thôi, để bõ cơn tức của mình, chứ có thể làm gì hơn. Cái loại ông rời tay tôi ra chỉ có mở nước xuống lỗ mà thôi, không làm được cái tích sự gì cho đời cả. Giờ có ngày bà bỏ đi mày mới biết cái thân. Không phải trong lúc tức giận bà Thu mới nói như vậy đâu, mà bà cũng đã suy nghĩ đến việc từ lâu bà không muốn ở với lão thêm một giây phút nào nữa nếu không vì con cái chắc giờ này bà đã ly hôn lão lâu rồi từ ngày lấy lão chưa khoảnh khắc nào bà được yên thân chưa bao giờ bà được sống hạnh phúc chả bao giờ cảm nhận được cái tình cảm vợ chồng là gì bà luôn so sánh thằng chồng bà với những người đàn ông khác người ta chịu khó làm ăn yêu thương vợ thương con đằng này thì ông suốt ngày bạn bè bù khú lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ bà thu đã cố gắng chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng nhưng càng nhẫn nhịn thì càng tồi tệ vì quá nhiều thiếu thốn sự quan tâm mà nhiều lúc bà đã bị rung dinh bởi những người đàn ông khác nhiều lúc bà cũng tặc lưỡi thử hư đốn một lần xem thế nào thử một lần được sự quan tâm của người khác ra sao nhưng cuối cùng bà cũng chả làm được chuyện xảy ra cao trào hơn khi có sự xuất hiện của ông Trịnh, người chuyên đi hoạn lợn. Nghe nói cách đây gần một năm, nhà bà có đàn lợn, muốn thiến nên tìm đến ông Trịnh. Sau khi đến đây, ông Trịnh hiểu được hoàn cảnh của bà Thu nên ông cũng rất thông cảm. Ông ấy đã có những hành động quan tâm làm bà ấy xôn xao, rung động trong lòng. Rồi thời gian đó biết chồng bà có nhà nhưng mà ông vẫn cứ đến chơi thường xuyên, vẫn léo đéo theo bà ra đồng, phụ giúp những công việc nặng nhọc sau đó thấy dân làng dò xét đánh giá nhiều quá nên bà dứt khoát với ông chỉnh nhưng mở năm nay đàn lợn của bà phải hoạn xung quanh đây chỉ có mỗi ông chỉnh làm cái nghề hoạn lợn nên bà lại phải đành nhờ ông ấy xúc vậy tuy rất là ngại nhưng chẳng còn có ai nên bà cũng phải ngậm ngùi đến đặt vấn đề với ông khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà thu ông chỉnh mừng ra mặt sao rồng lại đến nhà tôm thế này Bà đi đâu mà lạc sang nhà tôi thế? Em chào bác. Bác dạo này có khỏe không? Thì là cái chuyện mấy con lợn. Em mới phải sang đây nhờ bác thôi. Thế dạo này lão chồng bà đã bỏ rượu chưa? Hay vẫn bê tha như vậy? Em chán lắm bác ơi. Càng ngày lão ấy càng uống nhiều hơn lúc trước. Cứ lờ đá lờ đờ. Chết không sao chết. Mà sống chả ra sống. Em cũng mệt mỏi với lão lắm rồi. Mà đành phải chịu thôi. Lão ấy được một phần như anh thì em mừng quá. Ông Trình cười nhẹ nhàng nhưng muốn được thấu hiểu sự vất vả của bà. Thôi cứ cố gắng vậy đi, ốm yếu như vậy chắc chả sống nổi mấy nổi nữa đâu. Nói thì không phải gở mồm chứ, khi nào mà lão đi thì bà về đây ở với tôi nha. Bà Thu tủm tỉm cười vì thật sự trong lòng bà cũng có cảm tình với ông Trình. Thật sự nếu như đầu năm bà không quyết liệt mà rút ra, có khi giờ này bà đang ngoại tình với ông chỉnh rồi cũng nên bà cứ chiêu em làm gì thôi em vào việc ngay nhé sau cái đàn đầu năm anh hoạn giúp em đấy thì đàn bên cạnh cũng có khi phải hoạn rồi anh bố trí sắp xếp thời gian vài ba hôm nữa sang giúp em với nhé bà cứ yên tâm mấy hôm nữa tôi sẽ sang nhớ là phải nấu cơm ngon cho tôi ăn đấy tôi là tôi nghiện cơm bà nấu lắm đấy khi nghe mấy câu nói đó trong lòng bà thu cũng cảm thấy rất khó xử. Tuy chồng bà vẫn còn sống sờ sờ, nhưng ông Chỉnh lại coi như đã chết vậy. Vào nhà chơi mà ông cứ quan tâm gần gũi như thế, bảo là bà quá đáng không bằng. Ông sông sáo ăn nói tự nhiên, khiến bà đôi khi cũng thấy ngại. Em cũng cảm ơn lòng tốt của anh lắm, nhưng mà sang bên đó, anh nhớ giữ khoảng cách với em, chứ không ai nhìn thấy họ lại. Cái thằng chồng chết trôi của bà thì để ý làm gì? bà phải học cách yêu thương bản thân mình đi chứ khổ suốt đời rồi cũng phải để cho mình một cơ hội mà hưởng thụ chứ thiên hạ thì kệ cha chúng nó nó cũng có cho bà miếng ăn nào đâu mà bà phải sợ mất công sang đây rồi thì hay là hôm nay ở lại đây ăn cơm với tôi có chuyện gì thì tâm sự với tôi nha ấy chết chả được đâu bác em phải về nhà còn đàn lợn ở nhà ăn nữa với còn lão chồng già nữa Bỏ thì thương mà vương thì tội Anh cứ sang giúp em là em mừng rồi Thế bà thu ấy nói vậy Thì ông chỉnh đi thẳng vào trong buồng Lấy ra một gói đồ đưa cho bà thu Bà đã nói vậy thì thôi Đây có mấy thang thuốc bác Đấy bà đem về Mà sắc uống Tốt cho phụ nữ lắm đấy Thôi anh để mà dùng Em sao dám nhận Anh có lòng vậy là em biết ơn lắm rồi Ơ bà này cho thì cứ cầm lấy Khi uống cứ nhớ đến tôi là được rồi nói xong ông chỉnh cứ ấn tay vào cho bà bà thu thì ngại lắm nhưng ông chỉnh quá nhiệt tình nên cũng đành nhận lấy thôi bà về đi mấy hôm nữa sắp xếp thời gian tôi sang chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp ông chỉnh là bà thu lại đỏ bừng cả mặt nói chuyện cũng chẳng được tự nhiên quát nạt chồng bao nhiêu lại nhẹ nhàng với ông chỉnh bấy nhiêu cái sự khéo léo của ông chỉnh làm bà thu chết mê chết mệt lúc nào không hay Ông Trịnh năm nay đã hơn 50 rồi. Tính ra ông hơn chồng bà Thu 3 tuổi. Nhưng mà nhìn ông Trịnh to khỏe mạnh lắm. Công việc làm cũng được. Có khi ông còn khỏe hơn mấy thanh niên trai tráng ấy. Chẳng giống như ông chồng bà. Gầy gỏ ốm yếu xanh sao. Đã thế còn rượu chè nát cả người. Ông Trịnh hiện tại ở một mình. Vợ thì mất được vài năm nay. Con cái đều trưởng thành cả. Có hai thằng con trai, thì một thằng đi kinh tế mới tận Đồng Nai. Một thằng thì đang theo học sĩ quan quân đội. Ông làm cái nghề hoạn lợn này cũng được gần 20 năm rồi. Đi nhiều biết nhiều, gặp đủ các hoàn cảnh tầng lớp khác nhau. Nhưng có lẽ trường hợp của bà Thu là ông cảm thấy thương cảm nhất. Đối với ông, sự ấn tượng đó không phải là hoàn cảnh khó khăn hay chớ chiêu, mà là bà Thu tuy hoàn cảnh lúc đó nhưng mà vẫn đẹp lắm. Bà ấy năm nay cũng ngoài 50 rồi, nhưng mà nhìn còn trẻ lắm. Dù cuộc sống khó khăn vất vả, sớm tối công việc đồng áng, lợn gà, nhưng mà bà ấy trời phú cho cái nét duyên dáng, gương mặt đầy đạn phúc hậu. Người thì cân đối nảy nở, dáng đi lúc nào cũng đong đưa nhẹ nhàng. Dù không phải là kiểu người bậy bạ, nhưng nhìn qua bà vẫn có chút gì đó ưa nhìn. Chính vì điều đó mà bà luôn được cánh đàn ông quanh làng để ý chọc ghẹo nếu không nói quá thì bà đẹp nhất nhì cái làng này thế nên người ta mới bảo hồng nhan bạc phận bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu cũng chả sai ngày xưa cứ tưởng là bà phải lấy được ông nọ ông kia cuối cùng đâu ra lại đâm đầu vào lão chồng bê tha thế này ông chỉnh thì từ ngày vợ mất cứ sống lủi thủi như thế một mình hoạn lợn gặp bàn nào hợp mắt thì ông cũng tán tỉnh săn đón tìm người để bầu bạn lúc cô đơn bà thu cũng là một trong những người được ông chỉnh để ý ông phải lòng ngay vóc dáng của bà cái ý nhẹ nhàng mà bà dành cho ông dù gì ông cũng là đàn ông thiếu hơi ấm của đàn bà nên khi thấy một người phụ nữ quyến rũ như vậy thì ông cũng không thể nào mà kìm lòng được bà thu thì cũng không phải là người bậy bạ nhưng cũng chẳng phải dạng đoan chính tiết hạnh gì đi ra đồng thì không nói làm gì nhưng mà mỗi khi ở nhà thì bà cũng ăn mặc đẹp lắm. Vài bộ quần áo được bà mua tận trên huyện. Bà cũng trưng diện. Chính vì điều đó mà ông Trình luôn săn đón bà cho bằng được. Hôm nay được bà gọi sang hoạn lợn thì ông vui lắm. Ông chỉ chờ được cơ hội như thế này để được tán tỉnh bà ấy thôi. Hy vọng một ngày nào đó ông ấy sẽ được chiếm hữu bà ấy. Sáng nay ông chuẩn bị đồ đạc từ sớm để sang nhà bà Thu vẫn những dụng cụ quen thuộc, nhưng hôm nay có vẻ ông ăn mặc bảnh bao hơn, gọn gàng hơn để gây sự chú ý của bà Thu. Vừa đến nơi thì bà Thu đã đôn đả chạy ra tiếp. Hôm nay bà ấy cũng đẹp lạ thường, bộ quần áo hoa mới tinh. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng bà Thu luôn muốn có hình ảnh đẹp trước ông. Giọng nói cũng ngọt ngào chịu mến hơn. Em tưởng là gần trưa anh mới sang, thế mà anh sang sớm thế hả? anh sang sớm còn tranh thủ để mà hoạn lợn chứ với cả ngắm em nữa mà anh cứ đùa em làm gì thôi anh vào trong nhà uống nước đã ông trình bước vào trong nhà với gương mặt hớn hở ông quan sát bốn chung quanh cố tìm kiếm xem lão chồng của bà thu đang ngồi ở đâu bước vào trong nhà thì một hình ảnh lão già say dịch đang vật và vật vờ ở trên chõng tre góc nhà ông trình chào to chào bác khoái nhé Sao sáng sớm mở mắt mũi Đã lờ đờ thế kia Uống rượu sớm thế Ông chồng bà Thu thì lúc nào cũng ngất ngây Chẳng còn biết ai vào ai nữa Nên cũng chả thèm trả lời lại Câu hỏi của ông Chỉnh Thế vậy thì bà Thu chạy lên đỡ lời Anh ơi Anh cứ ngồi uống nước đi kẻ lao ấy Bây giờ nát lắm rồi Chẳng còn nhận ra ai với ai đâu Anh cứ coi như là không có sự xuất hiện Của lao ấy ở đây đi Ông Chỉnh ừ cho qua chuyện rồi bước ra ngoài sân ngắm nhìn xung quanh hôm nay cô nhìn khác quá chả giống như lần trước anh gặp ấy chết anh cứ khen em ngày nào em chả vậy không không hôm nay anh thấy em đẹp hơn mọi khi đấy nhìn là nhìn đẹp hơn nhiều trẻ ra nữa sao có chuyện gì vui kể anh nghe đi xem nào mà thế này ông nào mà nhìn thấy là cứ say như là điếu đổ đấy nha thấy vậy thì bà thu cũng tếu táo theo Em đang chán đời đây này Anh mà cứ khen em như vậy á Em lại mềm lòng bây giờ Ông chỉnh cười đầy phấn khích Anh thì mong em mềm lòng đấy Anh là đàn ông á Mà nhìn thấy em Mà anh còn thương Lão chồng thì chán bỏ mẹ ra Phải la nha Anh bỏ quách từ lâu rồi Chả ở với cục nợ đấy làm gì cho khổ đời em à Vợ thì cứ phơi phới Mày đỏ chót thế này Chồng thì suốt ngày rượu chè be bét thế kia thì làm ăn được cái gì? Mà anh hỏi thật cái này nhé. Lâu nay, lão có cải thiện cho em không đấy? Gớm nữa, anh ơi, đến cầm bắt cơm lên còn trả nổi, lại còn làm được cả cái chuyện đấy nữa, thì cơ mà giỏi quá. Em đã được nhờ, được nhanh nói à, em đã trả cáo gắt thế này làm gì? Ông Trình nhìn đong đưa bà Thu để tỉnh tứ. Úi giời, có khó gì đâu, anh bảo nhỏ cái này, lão không làm được thì để anh làm cho Anh giúp em Chuyện nhỏ ấy mà Bà Thu nghe thế thì giật mình Mắt trận tròn Nói về hướng ngông chỉnh Này anh bé bé cái mồm thôi Chứ ai người ta nghe thấy là chuyện to đấy Cái xó mè ma Cứ có bé là xé ra to Nó phức tạp lắm anh ơi Cô cứ phải lo bỏ trắng răng làm gì Thôi nếu như mà cô rảnh Thì ra đây phụ anh một tay Anh ra chuồng lợn làm luôn đây Xong xuôi cơm nước một thế bà thu vui vẻ theo ông chỉnh ra chuồng lợn để làm cái công việc hoạn lợn phong cách nhanh nhẹn mạnh mẽ của ông làm bà thu cứ bồn chồn trong người ở cái tuổi này mà ông ấy khỏe quá bắt một con lợn to mà cứ nhanh như bắt gà ấy Thoàn thoát những đường gân cơ bắp trên tay ông làm cho bà thu nhìn cũng phải chú ý ông làm đến đâu thì bà thu lại suýt xòa đến đó rồi lúc nào cần thì ông Chỉnh lại nhờ bà giữ giúp để ông làm. Mỗi lần bà thu cúi xuống là ông Chỉnh lại đứng hình mất vài giây. Công nhận là bưởi biếc của bà thu căng tròn, đẹp mỡ màng luôn, khiến cho vận đàn ông của ông khó chịu. Đã thế trong lúc giữ lợn, con lợn nó cứ dẫy, làm người bà cứ dùng lắc theo ông hoạn lợn này. Hôm nay sao lại mất tập trung thế này? Sao bác không làm đi, ngây người ra thế? Ông Trịnh nháy mắt rồi nói Cô chủ nhà cứ nần nấn nần nấn ra thế này Thì tôi tâm trí đâu nữa mà làm hả cô Người gì mà đẹp đâu từ trong trứng thế này À đúng là hàng lâu ngày không sử dụng có khác nha Chả thấy sắt sát bầm dập gì hết ấy Câu nói đó của ông chỉnh làm cho bà Thu bừng tỉnh Bà lấy tay kéo vội cái cổ áo lên Mặt đỏ bừng bừng chống chế Anh này việc không làm để ý lung tung vớ vẩn Lợn thì không hoạn Cứ nhìn cái gì thế Già rồi Héo hòn hết rồi Còn cái gì nữa đâu Mà tâm với chẳng trí Cô không biết thế nào chứ Anh là anh vẫn còn thấy ngon lành lắm Bóng bảy hoa đào nha Thế này mà bỏ phí thì tiếc quá đấy Thôi thôi anh tập trung làm đi Em còn cơm nước nữa đấy Lên xem lão chồng em thế nào Rồi những câu chuyện tếu táo Cứ làm hai người cuốn sâu vào dục vọng đang thổn thức trong lòng ông trình luôn dùng những lời nói ấm ờ để tán tỉnh bà thu với kinh nghiệm nhìn người của ông thì bà ấy cũng đang rất khao khát thèm muốn từ ánh mắt đến ngữ điệu cả những lời nói đong đưa nữa thì chắc chắn rằng bà ấy đang cố che đậy đi cái mong mỏi bên trong của mình đang ở cái độ tuổi này mà chồng như thế chả bao giờ quan tâm vợ con thử hỏi có người vợ nào không chán đây sau khi hoạn xong đàn lợn Thì bà Thu đi nấu cơm Ông chỉnh ra ngoài giếng ngồi uống nước Tiện thể xem bà Thu làm đồ Bà Thu vừa múc nước Vừa trồng cái phao câu căng tràn Về phía ông chỉnh, Làm cho ông chỉnh tỉnh hết cả mắt Nước nhãi rớt tổm tộp rớt hết quần Ông chỉnh thầm nghĩ Ôi giời ơi phao câu gì mà to thế kia còn to hơn cả mấy con lợn cái mình hay hoạn nữa. Chạp chạp, thế này thì hỏng mắt quá hàng hớm căng mẩy thế nhỉ còn hơn cả mấy cái đám thanh niên mới lớn tưởng bà thu sẽ có phản ứng nhưng không hề bà quay lại bảo ông chỉnh cái anh này vô duyên thế sao lại ăn nói thế thằng chồng em nó mà nghe thấy à nó lại tưởng em có gì với anh này nha lão say nhưng mà tinh lắm đấy ông chỉnh vừa rít thuốc lào mồm vừa khà khà sang mùi khói em ưa nữa thế này thì bố thằng nào mà chịu được Nhìn kia kìa, cứ từng 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 ra thế Anh là anh cố gắng nhịn lắm rồi đấy nha Anh này, đúng là chồng người ta đang ngồi trên kia Còn nói bậy đấy bạ không à, chết với lão Lão tỉnh ra, lão đánh em thì tội em đấy anh ạ à. Miệng thì bà mắng ông chỉnh thế thôi Cơ mà bà nghe thấy lại cứ tủm tỉm cười mãi Lâu lâu lại liếc xéo ông một cái Ông chỉnh thì vừa ngồi hít thuốc lào mặc quần cộc ống rộng thùng thình, ngồi thì hớ hênh ở đó. Bà Thu mới liếc trộm ông chỉnh thấy cái củ sắn to quá, bà bất giác đỏ mặt. Sao giờ mình thèm thế này? Mùa hè thì nóng bức nên cũng chả mặc áo nữa. Lúc này thì ông chỉnh mới chuyện cho hỏi han. Mà lâu rồi, mấy đứa con có về thăm năm không đấy? Nghĩ cảnh già của mình có buồn không cơ chứ? Nuôi nấng cho chúng nó, bây giờ như anh đây con cái nó đi cả ở nhà mỗi mình cũng buồn lắm em cũng thế đấy bác ạ à. bác còn có công việc chứ em đây quanh quẩn ở nhà đồng ngáng ruộng vườn rồi về nhà nhìn lão chồng nhiều khi em chán lắm chứ thà nghĩ vậy chứ ở một mình có khi còn sướng hơn về nhìn lão chồng mà em chả hiểu sao em cứ chịu đựng lão bao nhiêu năm nay rồi bà nói đến đây ánh mắt của bà buồn rười rượi cụp xuống dù sao thì bà thu cũng là người đàn bà cam chịu bao lâu nay chồng rượu chè be bét chả giúp ích được gì bao nhiêu công việc nhà cửa đồng áng bà thu lo toan làm tất cả nói chung là bà khổ thôi anh ngồi đây chơi nhé em đi mang rổ rau vào bếp để nấu đã bà thu nói thế rồi đem rổ rau đứng dậy ông chỉnh thấy thế cũng theo sau vừa nấu vừa thổi lửa mà mặt bà cứ đỏ dừ hết cả lên Thấp thoáng bên dưới là cái viền quần lót màu hồng có bông hoa đỏ. Ông Trình đảo mắt rồi ngồi phịch xuống đất, vòng tay ôm bà Thu từ đằng sau. Ông siết chặt bà vào lòng, làm bà Thu suýt nữa thì ngã bổ trưởng. Bà lấy tay đánh nhẹ vào chân ông. Ông chỉnh mới bảo, anh cũng thương em lắm chứ. Khổ chồng thì như thế rồi, có chuyện gì buồn thì cứ nói với anh. Mình cùng cái cảnh với nhau, tâm sự cũng dễ hơn này anh làm cái gì đấy chồng em nhìn thấy bây giờ anh đi ra ngoài đi cho em nấu cơm mà anh cứ thế này làm sao mời em làm được việc anh vào đây hoạn lợn chứ không phải là hoạn người đâu đấy nha cái hơi ấm từ người bà làm ông chỉnh ngầy ngất bà thu càng nói thì ông càng ôm chặt lấy bà hơn kệ thằng chồng em vừa anh nhìn thấy qua rồi nó đang ngủ ngáy như chết kia kìa người chi đâu mà ấm thế tí nữa ăn cơm xong Đi tranh thưởng thức tí nha. Ờ cái anh này đã bảo bỏ ra cơm mà. Anh làm em sợ đấy. Nào, đi ra ngoài đi cho người ta nấu cơm. Nhanh lên, bây giờ có ai sang thì chết cả lũ đấy. Anh không bỏ đâu. Em phải đồng ý cho anh ngủ lại thì anh mới buông. Anh nhiều lời quá đấy. Chồng người ta đang nằm sờ sờ trên kia mà đòi ở lại là sao? Nếu như anh thích, em nhường giường của em cho anh ngủ chưa đấy. Em sang hàng xóm ngủ nhờ Này sao lại sang hàng xóm ngủ nhờ Anh ở nhà ngủ với lão chồng em làm gì Em hiểu ý anh cơ mà Do anh mở về á Là anh phát điên lên đấy Ông Trịnh nói vậy Mục đích cũng chỉ để có câu chuyện mà thôi Chứ đàn bà đã có chồng Mà để ông ôm ấp thế này Thì sơi lúc nào mà chẳng được Cái ôm mãnh liệt của ông Trịnh Làm bà Thu như ngây dại Toàn bộ hệ thống thần kinh của bà như bị kích thích, tê liệt hoàn toàn. Nói còn không ra hơi nữa thì lấy sức đâu ra mà đẩy ông. Chưa bao giờ bà lại cảm thấy cồn cào như thế này. Nếu như bà không giữ chút thể diện, có lẽ là bà cũng chẳng cần thế này đâu. Thôi bỏ em ra đi, anh làm thế này em phát điên lên đấy. Biết người ta thiếu thốn, lại cứ làm quá. Em mà điên lên ha, em vật anh ra đây bây giờ. Thôi bỏ em ra, cơm nước xong rồi tính chỉ khi bà thu nói vậy ông chỉnh mới chịu đứng dậy ông nhìn bà bằng đôi mắt tự mãn nhìn cái cách phản ứng của bà là ông đoán được bà đã chịu đèn rồi nhưng vì ở cái không gian này thời điểm này họ chẳng thể làm gì bậy bạ thế nên ông chỉnh cố nhịn đến hết bữa cơm trưa bữa cơm hôm nay kỳ lạ quá nhà ba người cùng ăn cơm nhưng mà ông chỉnh thì được chăm sóc nhất ông khoái chồng bà thì bảo có cút rượu để tôi lấy ra đây tôi với ông cùng uống lâu lắm rồi Chả uống cùng nhau ông chỉnh nghe thế thì khoái lắm định bụng lần này cho lão khoái uống cho ngất ngây đi luôn tiện thể ông còn hành sự rồi ông chỉnh bảo vâng được bác chiêu đái thế này em cảm ơn nha cảm ơn cam thảo cái gì của nhà có thì mình dùng chung thôi cũng lâu lắm rồi chả ngồi với nhà bác thì hôm nay em có chai rượu ngon em bỏ ra hai anh mình cùng nhắm rượu nhé ông chỉnh nghe lão khoái nói thế thì nháy mắt đưa tình với bà thu ông khoái thì lúc này chả còn tỉnh táo gì nữa nên không biết vợ mình và lão hoạn lợn này đang có tình ý với nhau cũng chẳng ai như bà thu ngồi cùng ăn cơm với chồng mà cứ đong đưa ong bướm với người khác chăm chăm chút chút từng ly từng tí một anh chỉnh ăn đi, đây em gắp cho anh mấy miếng ngon bên này. Ăn đi, cố mà lấy sức tí về nữa. Ăn lấy sức ở lại, chứ lấy sức về thì lấy làm gì hả cô? Nghe xong câu nói đó, bà Thu cúi xuống lườm ông chỉnh, nhưng cái mặt thì cứ mỉm cười tự bao giờ. Trong lòng bà biết bà đang muốn gì, không biết làm sao mà hôm nay bà nổi hứng thế không biết. Cũng chả sợ lão chồng nữa, ngồi ăn cơm nhưng mà đầu óc cứ để ở đâu. Ông chồng già bên cạnh Cũng chả thèm để ý luôn Ăn được miếng nào thì ăn Không ăn được thì thôi Mà ông đấy bây giờ có cần gì cơm đâu Cái thức ăn chính là rượu rồi Chỉ cần có rượu thôi Là đời ông ấy sẽ vui rồi Hôm nay lại có bạn nhậu nữa Nên ông ấy nghĩ là phải say tới bến Đang uống rượu kể cả với nhau Thì ông chỉnh lại bảo với ông khoái Mà bác cứ thế này Không sợ vợ đi với người khác mất à Ông khoái vô từ lự nói Ôi già ơi Già cả rồi Còn đi với ai nữa Mà bà ấy mà dám đi á à, Tôi chặt ta chân luôn Thế à Bác cứ say bét thế này Thì làm gì biết được gì Mà chặt chân người ta Lúc này thì bà Thu như giật mình Lên quay sang cấu nhẹ vào người ông chỉnh ra hiệu Bà đừng nói nữa Vì chồng bà dù sao Cũng tinh ý lắm đấy Ông chỉnh lúc này mới cười nham nhở À em là em đùa thế thôi mà Chứ em biết chị nhà thế nào Mà thôi anh em mình uống vài ly nữa rồi ăn cơm nhé Xong bữa cơm Bà Thu đưa chồng vào trong buồng Thì lúc này ông khoái đã say khớt khẩn khẩn Để không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người Ông chỉnh đi đi lại lại Tỏ vẻ nóng ruột quá Anh ngồi xuống uống nước xem thế nào đã Sao cứ như bị ông đốt thế Thì anh chẳng thể ngồi yên được nữa đâu Giờ này chỉ có em làm anh ngồi yên được thôi thì anh cứ ngồi uống nước cái đã nào đâu rồi khác có đó thì chó sẽ có mắm tôm nghỉ ngơi một chút rồi về nghe câu nói đó của bà thu mông chỉnh chả vừa lòng chút nào về là về thế nào đã bảo ăn cơm xong cho người ta kiếm tí rồi còn gì bà thu nghe thế thì cười phá lên anh dễ tin người thế nhỉ đi hoạn lợn thế này mà gạ gấm được bao nhiêu bà rồi làm gì có bà nào đâu Anh thấy ai đẹp anh mới tán thôi Chỉ em anh mới phải đổ gục đấy Gơm mồm mép như anh nghe Ai mà thèm tin Thôi anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi Một chút nữa rồi về nha Ông chỉnh thấy thế Thì đi đến bên cạnh Liều lĩnh ôm chầm lấy bà Thu Bà Thu mới hốt hoảng Nhóm mạnh tay ông rồi nói nhỏ Nào lão chồng em ở trong buồng đấy Anh đừng có mở hồ đồ Kéo lão dậy là chết cả lũ Thế có cho anh ngủ lại không nào? Em mà không đồng ý, anh không buông đâu. Vì sợ chồng mình nhìn thấy, nên bà Thu cố gắng phản ứng lại với ông Trình. Chồng em, lão ngủ trong buồng, lão ngủ ngoài này, chẳng lẽ lại để anh làm tranh ảnh ra đấy à? Nhưng nó tỉnh dậy, mà thấy thì biết giải quyết thế nào, anh chẳng tinh ý gì cả. Thôi hay là để lúc khác nhé, em chẳng thấy ai như anh đâu. Vào nhà người ta hoạn lợn, lại cứ sồn sồn để ngủ với chủ là sao? Bà Thu nói câu đó, thì khác nào nói tới đây, ông sơi đi. Hiểu được cái ý đồ sâu thẳm đó, ông chỉnh láo liên nhìn bốn xung quanh, xem có tìm được vị trí nào phù hợp để động thủ hay không. Qua trái qua phải, thì ông chỉnh thấy ngay cái đống rơm ở đằng sau chuồng lợn. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, ông kéo một mạch bà Thu ra ngoài đó. Bà Thu thì thình thịch chạy theo, mắt tròn mắt xịt. Chả hiểu chuyện gì Anh kéo em vào đây làm gì đấy Đừng bảo là dấm rúi ngoài đống rơm này nha Nói thật với Thu Chứ anh yêu Thu quá rồi Cứ nhìn thấy em Là anh dối bởi chân tay Đấy đấy Máu nó lại dần dần trồi lên đây này Hay là Ông Trình chả kịp nói hết câu Nhanh chóng giật vội cái bạt che nắng Của chuồng lợn xuống Rồi chảy xuống cạnh đống rơm Ông ôm chặt lấy bà Hai người ngã nhào xuống ô kìa sao lại hư thế này đời thủa nhà ai lại làm cái chuyện bậy bạ ở đống rơm ai vào mà nhìn thấy thì sao dừng lại đi nào anh ơi không có ai vào đây giờ này đâu em em ra khóa cổng lại đi ở ngoài này che hết cả rồi nào ông chỉnh cứ thế ôm xuồng xã bà thu tay chân thì cũng chả chịu đứng yên miệng thì ú thì phải câu nào anh ơi đừng có mà thế chồng em trên nhà kia kìa mà kể những lời nói của bà thu ông chỉnh chả thèm quan tâm cứ thế mà hăng say ứ ừ thôi lúc này bà thu đã chẳng nghĩ ngợi được gì nữa nào đâu có nghĩ đang ở đống rơm đâu nào đâu có nghĩ lão chồng già đang nằm ở trên nhà lúc này chả còn sức lực nữa mà chống đỡ bà chỉ biết lấy tay che lên miệng để tránh kêu lên tiếng thôi lúc mà đã chả còn gì nữa Ông ấy phải trầm trồ vì cái sự đẫy đà của bà Thu. Sau bao nhiêu ngày tháng mong đợi, thì cuối cùng cả hai đã được thỏa nguyện ước mong. Khi không gian là đống rơm, cộng với cái cả cảm giác ăn vụng, làm cả hai thêm phần hạnh phúc hơn. Ngoài trời thì nóng, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu cả lên người bà Thu. Bên cạnh là cái nhà xí, tuy có đổ do nhưng vẫn nặng mùi. Vậy mà cả hai cứ thế điên cuồng mà chả sợ bẩn hôi hước gì cái kỹ năng tinh tế đầy bản lĩnh của ông chỉnh bà thu chỉ biết cắn răng thôi chưa bao giờ bà ấy lại sướng đến thế đến lúc này chẳng dám tin mình lại đang vụng trộm với cái lão hoạn lợn ngoài đống rơm ngày xưa thì chỉ nghĩ đến mến mộ ông chỉnh rung động trước sự quan tâm khéo léo của ông mà chẳng nghĩ ngợi gì chả bao giờ bà ấy nghĩ sẽ có ngày lại ngủ với ông ấy Mọi thứ cứ ập đến quá nhanh, quá bất ngờ. Nó cứ gấp thế này, khiến bản thân bà Thu cũng giật mình và cảm thấy đáng sợ trong khi chồng đang nằm trình hình trên nhà. ấy thế mà lại dám cả gan để hành động với nhân tình ngoài đống rơm nhà mình thế này. Đúng là chuyện hy hữu có một. Rồi đến ngày hôm nay, bà mới biết được bản thân mình cũng máu lửa lắm. Chứ tưởng sau bao nhiêu năm chồng rượu chè, chả phục vụ gì thì cái khoản kia đã quên lãng. Thế mà gặp đúng người, đúng hoàn cảnh thì lại biến đổi thế này. Ông Trình thì gặp của lạ hăng say với đam mê của mình. Có khi còn đam mê hơn cả cái việc hoạn lợn cũng nên. Ông đi hoạn lợn cũng nhiều, gặp bà quá thì cũng nhiều. Nhưng mà bà Thu vẫn có cái gì đó mới mẻ đối với ông. Làm cho ông cảm thấy mình trẻ lại sau bao nhiêu tuổi. Cái cảnh hai con người tác nghiệp tại đống dơm thì đúng là thật buồn cười. chẳng biết ông chỉnh nghĩ gì mà lại lôi cái nhà bà thu ra đây. đã thế hành sự còn rất tự nhiên. đôi mắt bà thu cứ mở chừng chừng lên, miệng thì cứ há ra, còn muốn nói gì cũng chẳng thành công. ông chỉnh thì cứ như châu húc mà thế kia thì bà sao mà chịu nổi đây. lúc đầu thì còn e dè ngại ngùng, chứ giờ thì ôi xả ôi, tiếng lợn kêu bèng bét cộng thêm với âm thanh phát ra của bà thu thì thật là thú vị nó giống như một bản nhạc cộng hưởng vậy không ngờ ông trình lại thông minh đến như thế sau nửa tiếng thì bà thu bắt đầu nhăn nhó bà đã ra hai lần rồi giờ bà chả thêm chịu đựng được nữa rồi bằng một sự tinh ý mà cả hai người đã dừng lại một cách hài lòng ông trình lan đùng ra đống rơm thở như vớ được vàng bà thu thì mê mẩn Kéo vô lại bộ quần áo Gương mặt đầy sự thỏa mãn và hài lòng Lúc này mới nhận ra được rằng Cái cơ sự mình đang làm Tim giặt thon thót. Bà thò đầu ra bên ngoài Quan sát một lượt xem có ai không Rồi vứt chiếc quần cọc của ông Trình Trông mặc vào Nào nhanh đi không có ai thấy là chết cả đôi đấy anh ạ à. Khiếp nữa Người đâu mà cứ khỏe hơn cả châu ấy nhỉ Chẳng thương hoa tiếc ngọc cái gì Như thế này mới làm em hạnh phúc chứ Cứ như cái lão khoái Thì úi giời ơi Mất vợ như chơi Thì chẳng mất còn gì nữa Anh chẳng ngủ với vợ người ta rồi thôi Thế mà cái quần áo lại đi Nhìn chết khiếp đi được Thế mà có đứa say như điếu đổ đấy Vì hôm nay nằm ngoài này á Nên anh phải vội vàng thôi Nếu mà ở trong nhà Là em chết với anh Thôi thôi nhanh nhanh rồi về đi Không có lão chồng em dậy á Lão tỉnh rượu, lão cầm dao chém chết cả lũ bây giờ. Đang nhiên đang lành, tự nhiên vào nhà người ta, rồi đớp người ta luôn. Không biết sao em lại dễ dãi thế chứ. Hì hì, thế tuần sau, anh lại sang để nhá. Không, ai cho sang mở sang. Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu đấy. Em chỉ cho dại một lần này thôi. Lần sau, đừng có mà mơ. Ông chỉnh cười hề hề, chẳng thèm để ý đến câu nói của bà Thu Ông ra về với một tâm trạng đầy hứng khởi, tiền hoạn lợn, ông cũng quên trả thèm lấy. Đã thế còn gửi cho bà một túi thuốc bổ gan nữa. Ông thừa hiểu đã có một lần thì sẽ có lần hai lần ba. Quen mùi bén mùi ăn mãi mà. Thế rồi tuần sau, ông chỉnh quay lại như đúng lời hứa. Nhưng mà lần này, không đến buổi trưa, mà là vào một buổi tối. Ông chỉnh vẫn đến chơi như mọi khi, vẫn chén chú chén anh với chồng bà Thu. Rồi ông Trịnh lại cố tình mở chuốc trong khoái say thật mềm để chút nữa ông chả biết gì để mà còn tàng tiệu với vợ người ta. Khi lão chồng đã đắm chìm trong hơi men thì ông Trịnh sẽ kéo bà Thu vào hành sự. Hôm nay không phải là đống rơm nữa mà ở trên chính chiếc giường của bà Thu. Nó ở giữa phòng khách, chả từng thấy ai vụng trộm mà lại táo bạo như cái đôi này. Mọi thứ đã làm người ta tha hóa rồi. Đối với bà Thu lúc này, chỉ có sự thỏa mãn mới làm bà vừa lòng, mọi nỗi lo hay điều tiếng chỉ là thứ hư không. Đài thu ở nhà ai dẫn trai về nhà gần gũi khi chồng đang nằm trình hình ngay ở nhà. Bà quá liều lĩnh, quá mù quáng. Thế rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà lao vào nhau. Bà Thu si mê như một con nghiện, bà không ngại thể hiện những cuộc yêu. Ông Trình đi đến đâu là bà lại tháp tùng đến đó. Bà phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý với ông. Chả nghĩ việc vụng trộm này lại đi xa đến như vậy. Nào ai có ngờ, một ông hoạn lợn vào nhà đưa vài câu lại có thể hốt được bà chủ nhà đâu. Bà thu lẳng lơ bậy bạ, có tiếng từ xưa thì không nói. Đằng này thì bà ngoan hiền, yên phận với lão chồng suốt ngày bao năm qua. Chả điều tiếng gì, chỉ có một phút thiếu kiểm chế. Mà bà đã lao vào ông ấy rồi tiếp những lần sau đó hết đợi trong nhà rồi lại ra ngoài đống rơm nhiều khi nổi hứng ông chỉnh còn kéo bà vào cả chuồng vịt để giải quyết nhu cầu đấy họ cứ đắm say đến nỗi chả thấy nó rút ra được nhiều lúc bà cũng phải tự dặn lòng mình dừng lại đi mà cứ thấy ông chỉnh lại chả chịu được nữa nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mọi thứ chỉ dừng lại khi câu chuyện bị vỡ lở. Đó là một lần vô tình khi trong một lần vụng trộm với nhau thì ông khoái chồng bà thế nào lại dậy đi đái. Cả hai tưởng ông đã ngủ nên cứ thế mà hành sự chả để ý đến ai. Vừa bước ra khỏi buồng thì một hình ảnh đắng cay đập vào mắt ông. Dù ông khoái không được minh mẫn do uống nhiều rượu, thần kinh cũng không được linh hoạt nữa. Nhưng mà ông chắc chắn rằng con vợ mình đang trả mặc gì và đang nằm với cái lão hoạn lợn kia. Nhìn thấy thế, ông khoái mê máu đã sôi lên đến đầu rồi. Ông lấy ngay cái chảy giã cua ở góc hè, rồi chạy đến đập thẳng vào hai con người đó. Lão hoạn lợn sợ quá, cầm vội cái quần rồi chạy khắp cả nhà. Ông khoái phát thì đánh được, phát thì không. Chân nam đá chân siêu, đi có vững nữa đâu. Bà thu lúc này sợ quá, chỉ thu mình vào góc giường lấy chăn che người lại thôi. Bà ôm đầu mình, chờ cái tát trời dáng của ông khoái và gào khóc van xin. Nhưng đâu thể nguôi đi sự tức giận của ông ấy. Thấy tiếng cãi nhau om sòm, cả làng cả xóm kéo nhau đến xem. Những câu chửi rủa của ông khoái thì hàng xóm cũng đủ hiểu rồi. Bà dám đi ngoại tình với cái ông hoạn lợn thì nào hai ông bà lại va phải vào nhau. Suốt những thời gian qua, ông chỉnh qua đây quá nhiều lần. Nhưng mà hàng xóm láng giềng cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng lợn nhà bà Thu bị bệnh nên ông sang giúp thôi. Ai già thì họ lại ngoại tình với nhau thế này. Sự tức giận của ông chồng chỉ giảm đi khi không còn một chút sức lực nào nữa. Ông nằm vật xuống trước sự đau khổ đến tàn nhẫn. Ông chẳng ngờ người vợ Tảo Tần của mình bây giờ lại phản bội mình, cho ông một quả đau hơn hoạn như thế. Bà Thu thì quá nhục nhã bà chả dám vác mặt ra đường suốt một thời gian dài nếu không vì ông khoái ốm yếu chắc bà cũng bỏ xứ mà đi rồi nghĩ thế nào tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm mình lại sai lầm nữa nhìn lại lão chồng già cũng chẳng nỡ bỏ thế rồi thì bà chỉ biết chuộc lại lỗi lầm của mình bằng sự chăm sóc quan tâm với chồng mình nhưng mà lão khoái nào để cho bà yên đâu cứ sai lên là đánh bà thậm tệ chửi bà bằng những câu không còn gì nữa. Cả bà cũng phải chịu thôi. Cái lỗi do bà gây ra là quá lớn. Thời gian cứ thế dần trôi đi. Ông Khoái từ ngày bắt được vợ ngoại tình thì càng uống rượu, uống chè nhiều hơn. Trước kia thì chỉ ngày hai cữ thôi. Bây giờ thì gặp đâu uống đó. Bà đâu là ngồi đấy. Uống chẳng biết trời đất chăng sao gì cả. Cái sự kiện ngày đó làm ông tàn tạ đi nhiều sức khỏe cũng yếu đi. Và kể từ ngày đó, Lão Trình Hoạn Lợn chả dám đi qua nhà bà Thu nữa, không dám bén mảng qua ngõ đó nữa. Bà sửa sai bằng mọi giá, bà quyết tâm thay đổi lại con người mình. Hy vọng một ngày nào đó, chồng sẽ nghĩ lại mà chẳng đánh mình nữa. Những trận đòn roi cũng làm bà keo quát đi nhiều. Làm bà thấy cuộc đời mình quá nhiều nỗi thất vọng tràn trề cũng chỉ vì cái thói trăng hoa của mình mà thôi thế rồi vài năm sau trôi qua cuộc sống của bà cũng đã dần trở lại bình thường dân làng dần già cũng chẳng nhắc đến cái chuyện năm đó nữa bà dành hết tâm hết sức để chăm sóc ông chồng già của mình không một lời ca thán chịu đựng tất cả cuối cùng thì bạn đã hiểu ra cái giết chết một gia đình chính là sự phản bội dù có cột sạch thế nào thì vết nhơ đó vẫn còn mãi chỉ là nó mờ đi một chút nào thôi